Chào mọi người, mình đang ở huyện Tân Dương, Lâm Đồng. Hả? Ở Tân Dương nhưng mà là cái gì? Xã Tân Dương hả? Xã Tờ Lăng hả? Xã Tờ Năng, Tân Dương, Lâm Đồng. Mình mới lên đây lần đầu nên là không có rành ở đây lắm. Ở đây là một cái hẻm. Dồn có ai về dạ. Với ở dưới quê nó vậy đó. Wow, ở đây đẹp quá. Nhìn xa xa này. Dư xăng. Ok. Nhưng mà có một cái là không dư pin. Giờ mình sẽ đi vào nhà của chị Yến. Con mày ở cửa. Ủa, bé mày à? Bé mày mới về mà. Còn có được đâu? Còn 4 năm nữa. Thế là sau này là cô muốn quay đi cái lem. Ôi mẹ mà quá. Cái gì đâu mà quay. Chỗ ẩm mà con ha. Quay cho con. Ây chà, cầm muối nè. Ây chà, xì dầu nè. Ây chà, nước tương nè. Ây chà. Trời nhìn hay á. Trời đứng nhầm coi. Vui. Nó diễn hài lượng cậu. Không, mình biểu cảm này, hay lỗi. Cái này khúc trên nó có tiền vui. Dạ khúc trên. Nhưng mà không lắm. Lớn lên. Thôi gửi đồ bên này đi chứ ra chợ chơi gửi cho cậu đi chưa qua lấy. Ừ. Bây giờ đem qua cho ông nội bà nội. Đem đồ bên nội đem phần. Ờ còn chưa gửi lại đây nè. Okay, để luôn. Đâu? Đưa bên mẹ á. Dạ không? Giờ thiếu bánh nè, đêm này mà thiếu bánh. Cái này đây cầu Mỹ là thiếu anh Phan rồi. Nè, đây bàn thờ của Mỹ, bàn thờ của sao của sếp này. Đâu? Ai lấy đồ rồi? Đây trong túi, nón đâu? Nghe con, dạ không. Nó là chị không có nón. Dừng chơi mà, khỏi khẩu trang, khỏi nón. Có nó ngọt quá à. Vậy không đi đấy không? Đi con, chào ông đây chưa? Dạ, chào ơi. Chào ông. Nè. Chào con bé nè. Giờ đi xuống nữa hả chị? Đi chỉ đâu đi nói chứ đừng nói đi. Trời đi ra đây. Đi ra đây để chờ nó. Nhà ai dễ thương quá vậy mày? Cô bánh cá đó, bà mặc
cơm rồi đấy. Đi con, lên vô hả? Đẹp rồi đó. Bây giờ mình sẽ vô uống cà phê. Đây là quán cà phê tên là Cà phê Nguyên Chất. Nè. Ở đây ở thị trấn Đi Rang, huyện Sơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ. Giờ mình đi vô. Ở đây có kem không mẹ? Cho nó đưa thịt đường. Đám cuối ngày mấy? 7 chung về mà. Đám cuối hả? Thì cũng được. Vui vậy. Giờ bữa đó chú Tấn sao chú Tấn? Tương Dương.